mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Kiven Channel. Mình là Nhã My và đây là Genius số thứ 9. Genius là bản tin tổng hợp các thông tin về công nghệ, PC gaming và esports sẽ được lên sóng vào mỗi thứ hai hàng tuần trên Kiven Channel. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với bản tin đầu tiên. Khởi đầu cho bản tin tuần này sẽ là một thông tin thú vị nữa về Xiaomi. Thương hiệu Trung Quốc chưa bao giờ khiến chúng ta hết bất ngờ khi có một tin đồn rằng hãng đang chuẩn bị cho ra mắt một chiếc điện thoại với thiết kế khá dị, đó là trang bị cho mặt sau là cả một tấm hấp thụ năng lượng mặt trời. Một bản leak thiết kế mới đây cho thấy Xiaomi đang có dự định làm ra một chiếc điện thoại đặc biệt với mặt lưng là một tấm panel hấp thụ năng lượng mặt trời. Nhìn sơ qua ta có thể thấy là mặt trước của sản phẩm sẽ là một màn hình tràn đều các cạnh không hề có khiếm khuyết. Camera hơi lồi và đặt dọc, bo cong nhẹ, na ná với thiết kế của chiếc Xiaomi Mi 8 trước đây. Điều này tưởng chừng khó khăn, tuy nhiên không phải là không thể khi mà LG ở năm 2010 đã từng ra mắt một chiếc ốp lưng tích hợp mạch sạc thông qua năng lượng mặt trời như thế rồi. Và với công nghệ hiện tại có thể hy vọng phần nào về việc tối ưu hiệu quả sử dụng điện năng, thật đáng trông chờ đúng không nào? Nếu như bạn đã từng cảm thấy cực kỳ khó chịu khi mà mình đang tham gia giao tranh mà điện thoại lại báo sóng wifi yếu thì đừng lo, vì giờ đây đã có một hướng khắc phục các vấn đề này trên các thiết bị smartphone trong tương lai. Oppo đã từng tung ra một đoạn video giới thiệu nhanh công nghệ Dual Wi-Fi trên chiếc Oppo Reno 10X Zoom mới. Có thể hiểu, với tính năng mới này, điện thoại của bạn có thể kết nối với một lúc là hai mạng Wi-Fi khác nhau, cho phép gộp băng thông lại và giảm độ trễ kết nối đi đáng kể. Thông qua thử nghiệm cho thấy, tốc độ mạng khi chơi game tăng lên đến 322% và tốc độ load một trang web lên đến 44,5%. Cho đến khi công nghệ này đại trà trên di động thì việc một hộ gia đình dùng đến hai đường truyền mạng chắc cũng không có gì là lạ nữa anh em nhỉ. Có vẻ như đấu trường chân lý vẫn chưa ngớt thành công khi mà liên tục là những màn chào sân với vô vàn những điều thú vị mới đến từ Riot Games trong phiên bản cập nhật 9.16 tiếp theo. Qua thành công từ những ngày đầu tiên xuất hiện, Teamfight Tactics đấu trường chân lý đã nhận được rất rất nhiều sự ủng hộ từ người dùng. Với phiên bản 9.16 tiếp theo, Riot Games sẽ cho ra mắt thêm khá nhiều linh thú dễ thương khác. Hình dạng cụ thể thì các bạn đang xem trên video clip rồi đấy. Kèm theo đó, phiên bản này cũng là lúc chấm dứt kết thúc chế độ thi đấu 3v3 trên bản đồ Twisted Streetline. Có lẽ như chế độ chơi này không còn phù hợp với thị hiếu chung của game thủ ngày nay. Nhưng để nói về những giá trị kỷ niệm thì chắc chắn những người chơi từ những ngày đầu tiên sẽ không thể nào quên được. Đã có bao giờ bạn thắc mắc vì sao Intel đến bây giờ vẫn chưa làm GPU riêng cho mình chưa? CPU của Intel thì Vega cũng của Intel luôn chứ. Đừng lo vì đã có thông tin rằng Intel sắp chuẩn bị làm GPU riêng cho mình rồi. Trong một bài phỏng vấn với kênh Pro Hightech, một kênh YouTube chuyên về công nghệ khá lớn của Nga, Ranja Koduri, kỹ sư trưởng và là phó chủ tịch cao cấp của Intel về kiến trúc, phần mềm và đồ họa đã có đôi lời chia sẻ về sự nghiệp của mình. Một trong những điều đáng chú ý nhất mà ông Koduri có nói trong cuộc phỏng vấn là một số vấn đề liên quan đến dòng sản phẩm GPU do chính Intel phát triển, có tên mã là ActiveSound. Ông Koduri nhấn mạnh rằng Intel đã lên kế hoạch cho việc ra mắt GPU đầu tiên hướng đến phân khúc tầm trung với mức giá khoảng $200. Điều này cũng không mấy ngạc nhiên khi mà hồi năm ngoái, kênh công nghệ Linux Tech Tips đã từng trên tay bản mẫu của card đồ họa do Intel sản xuất rồi. Trong bối cảnh mà nhà nhà xài AMD, người người dùng Nvidia như lúc này, thì GPU mới đến từ Intel cũng rất đáng trông chờ phải không nào? IFA là hội nghị công nghệ tiêu dùng lớn nhất châu sẽ được diễn ra vào tháng 9 này. Hãy cùng dự đoán xem chúng ta sẽ có những sản phẩm thú vị nào nhé! IFA 2019 là hội nghị công nghệ tiêu dùng lớn nhất châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 6 cho đến ngày 11 tháng 9 này. Tuy chưa phải là lúc bắt đầu sự kiện, nhưng những tin đồn về thế hệ các sản phẩm tiếp theo đã có. Nhớ hồi năm ngoái, tức IFA 2018, Huawei đã từng tung ra bộ đôi đình đám là Mate 20 và Mate 20 Pro, thì liệu năm nay thế hệ Mate 30 rất có thể cũng sẽ được tung ra vào ngay thời điểm này. Tức cũng chung với lúc mà HarmonyOS xuất hiện. Hay ta có thể trông chờ vào thế hệ laptop tiếp theo của Dell XPS hay một thế hệ tiếp theo của BlackBerry Key 2. Tất cả hy vọng đều sẽ có tại hội nghị lần này. Sự xuất hiện của nền tảng CPU Intel thế hệ thứ 10 mới nhất đã và đang tốn khá nhiều giấy mực của các nhà báo, giới chuyên môn và người dùng. Trong đó, iGPU được tích hợp sẵn trên các mẫu chip mới này cũng đang rất được quan tâm. Theo thông tin được Intel công bố trước đó thì phiên bản Intel HD Graphics mạnh nhất dùng kiến trúc Gen 11 có thể đạt hiệu năng tính toán lên đến 1.12 TFLOP, tương ứng với dòng GeForce MX của Nvidia vốn là giải pháp cho GPU-R dành cho các mẫu laptop mỏng nhẹ.
Để kiểm chứng cho điều này, mới đây một trang review có tiếng PCMag đã thử nghiệm cho phiên bản Core i7-1065G7 so sánh trực tiếp với một số mẫu laptop Ultrabook sử dụng CPU Intel dòng U, Y, Ryzen U và các tùy chọn card đồ họa tích hợp UHD Graphics cũ cũng như là dòng GeForce MX mới đến từ Nvidia. Kết quả thu được khá ấn tượng khi mà GPU tích hợp Intel Iris Plus Graphics trên thế hệ CPU mới mang lại hiệu năng tốt hơn rất nhiều so với các thế hệ iGPU trước đây và không hề kém cạnh quá nhiều so với các tùy chọn GPU Nvidia GeForce MX. Điều này hứa hẹn trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn với những mẫu laptop mỏng nhẹ sử dụng iGPU tích hợp nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của người dùng mà không cần phải cân nhắc đầu tư thêm cho các mẫu máy sử dụng Vega R như trước đây. Bản tin vừa rồi cũng đã khép lại channel của tuần này. Các bạn đừng quên like, subscribe và nhấn chuông thông báo để cùng theo dõi những thông tin mới nhất về công nghệ. PC Gaming và eSports sẽ được lên sóng vào mỗi thứ hai hàng tuần trên Given Channel. Còn bây giờ xin được chào và hẹn gặp lại!